Vâng, ai Duy Minh xin kính chào quý cô chú anh chị đã trở lại video tiếp theo của Duy Minh ha quý cô chú anh chị. Thì hiện tại giờ quý cô chú anh chị ơi, buổi chiều thôi, tất cả các anh em mình chuẩn bị là làm cái thủ tục buổi chiều là phải lau dọn mộ của chú xong rồi dưới bằng cái bàn thờ để đi hương, cũng như là tất cả những cái việc mà anh em mà làm thường ngày á là phải làm xong hết rồi mới là đi ra về ha. Anh đẩy cái này nới vô, anh cái này là anh phải đẩy này nới vô trong. Ờ, cái này em nghĩ anh là lấy cái ca nó sẽ dễ hơn. Hồ, cái này anh cầm hay anh dấp một mít một cái là dễ gớt lắm á. Lấy cái ca anh bỏ vô nó gọn. Em thấy làm giống Thiện Tiên á, Thiện Tiên làm bỏ vô cái ca. Thiện Tiên bỏ vô ca em thấy chắc ăn hơn á. Ồ. Cái này chắc mới mua, chắc mình để trên đây mình lau luôn ha. Ừ. Mở mua để thay cái đó quý chú chị. Cái đèn nhỏ có anh Ngọc kiếm chỗ nào anh cắt đi. Đấy đó, nữa mình cũng cơ mình cũng mình lên. Đúng rồi, có con lên. Hai cái đèn nhỏ mini. Người ta lâu la lâu vô quá nó ngã bể. Hai cái đèn mini ha. Hai cái đèn đó. Đó mình lao thôi nào mọi người. Mình lao thôi nào mọi người ơi. Rồi mình đặt nó vô trong đây đi. Đó. Bây giờ mình ngồi hàng hai mình cây cái bạc ra đây ha. Theo như cái kinh nghiệm của em á là phải lau kiến trước, tại vì cái này là sạch thì đúng không anh, không dính dầu, lau kiến trước. Còn em cái kinh nghiệm của em là phải lấy giấy nước lau kiến đầu ấy trước, xong cái mình lau dầu sau thì nó sẽ không có bị ố lên kiến. Con nhặt dầu mà có tiền đâu nên mang cái đây hay ta, ở Việt Nam thì không có nha. Này con nghĩ bên Trung Quốc, ở bên Trung Quốc mà, ở đây có tên Alibaba mà, Việt Nam mình không có, nhưng mà người tiền ngát rồi, tên Lazada, tên chứ bên Việt Nam không có. Bên Trung Quốc nha. Cũng có mà cái loại nó khác một xíu. Đúng rồi, anh đặt rồi đó, vậy trả lại đó. Nó không phải cái này. Đúng rồi. Cao hơn. Nhưng mà mình khi mình vô mình xem kỹ nha. Bà con cô bán nhiều khi là thấy nó rẻ hơn nha. Nhưng mà thật chắc cái kích thước nó khác nhau nha. Nó không có phải gì kích thước nha. Nó thấp hơn. Cái Việt Nam mình là dùng để cho mình thắp đèn cây. Anh coi rồi, anh thắp anh coi mà. Mà hơi trước thật sự là cái đèn này mình cũng thắp đèn cây á. Thắp đèn cây mà. Đúng rồi. Đó là chị Hồng Ngọc mua. Tại đúng rồi, thắp đèn cây á. Bự, nhớ không? Nhưng mà nó dễ tắt lắm. Chứ nó bị văng qua cái sáp. Đây, cái này. Cái này là để hứng đèn cây nè. Cây nó chảy ở đây. Nhưng mà sau này cái chị Tư chị nó tràn ra luôn. Cái đây là cây tràn sáp ra ngoài luôn. Lấy cái đèn này nè bỏ vô. Lúc đó là cái đèn nó bị hư. Chị mới kêu em là hai chị em mình sửa lại rồi bỏ vô đó, cuối cùng bỏ vô cháy hay nó cháy nó đâu có tắt đâu. Mà chính ra chị Tư hay ha, đưa chị lọ mọ cho mọ chứ chị hay lắm á. Chị cà tư cà tư cà tư á. Ờ chị Tư mình là kỹ là không cần phải nhanh lẹ mà chỉ làm nghe ngộ nha. Chị thấy mấy anh em mình đang quay á là chị không làm nha. Xong cái thấy mấy anh em mình kết thúc video cái chị gà chị mò chị làm đây gà đây gà chị đó là để chắc gọi lại cả trước đó anh chăm đó luôn nè. Tôi ra có gì anh nói chuyện với bà chị, tôi chờ anh chị tới 10 phút thì đi nhà luôn chơi chỉ cà tư lư cà tư. Nói chung là chị Tư là đúng ra cái người là tới là cũng sớm lắm đó nghe. Ủa vậy ông khóa nhà gì vậy trong ha. Ngày xưa anh còn nhớ có chị Sáu rồi nha. Chị Sáu là chị Sáu áo trắng á, nhớ không? Tức là chị này biết là chị ấm ớm. Ờ chị ấm ớm ớm để nón lá mà chị mặc đồ trắng không à. Đẹp gái chị đó, cũng đẹp gái nha. Mà mỗi lần chị đến là chị mua cho anh em mình nước mía uống á, nhớ không? Đúng rồi, nhớ rồi. Nói là nhớ liền. Rồi. Nếu mà nói về hồi đó thì mấy anh em mình gần lắm. Mà sau 100 ngày là chị không lên thì nữa nha. Sau 100 ngày à, nhưng mà cái ngày 100 là chị có xuống dưới nha. 100 ngày 24 ngày 49 ngày 49 ngày đúng không?
đúng rồi, sau 49 ngày chị không lên đây nữa. Nhưng mà 49 ngày là chị cứ xuống nhà với chị phụ nha, tại vì anh em qua nhiều. Có thấy tưới hai rồi bốn cây mấy cây mai tưới đi, bốc nước tưới đi, cây mai tưới đi, cây đừng nắm máy cho. Thì đã có ống nước rồi, sạch rồi. Chăm dầu luôn chưa anh? Đi chăm dầu chưa? Đây là chăm chưa? Cái này lao rồi đúng không? Rồi vậy em lao cái đất lên. Cái người suối là tương đồng tội với người làm á. Người suối tội nặng hơn người làm. Thì ông cứ làm đi, tội như tôi chịu nha. Để giờ mà suối rồi. Cái đèn này nó bị hay cột cuốn nè, nó gió quá trời luôn nè, nó tính đâu quá tắt đèn gì đâu anh nhỏ. Nó bị sao vậy, tính không? Nó hay tụt cái ấy chứ. Tụt cái gì? Cái đầu dẫn nó bị hư rồi. Ở đây cái kìm bóp nó lại cái lên hết à. Bữa nay em ăn có ba trái cà na mà chạy giáp vào không chị? Dặn thì nó xuống, nó bình nó lên từng à, lấy cái này chọt xuống thì sẽ nó tắt. Ui, đi được chưa, được chưa, thấy nữa không? Ui, đi được. Rồi đó, rồi đó. Cái đèn ngồi lên đó. Rồi, ok. Rồi, vậy này. Cái này nắp này nắp gì á, nắp dầu hả? Mới vừa là cái cát chứ. Hôm qua nữa nha, cái này để tối nay Duy Minh mua ba cái giấy ốt nha. Mấy anh em cái nào ấy thì để sau nha, để Duy Minh mua trước nha. Tại cũng có cái giả lỡ đó. Điều nào 4 giờ là trở lên là có bà con cô bác chúc mừng mấy anh em, tại vì thấy những cái gương mặt thân quen quỷ mà bà con cô bác gỡ thì mấy anh em phải từ từ mua ha. Xây dòng với nhau chứ không phải mình mua gấp liền được cái một được. Hết rồi anh em mua nữa. Ví dụ em hết thì tới mình mua. Mình mua nhiều quá thì mình không có chỗ để mà người. Tại vì ở trong đây khó cái là không có chỗ để. Không chỗ để. Trong đây là không có chỗ để cho nên là chiều nay để là em mua. Tối nay em về em mua khăn giấy ướt. À khăn giấy khô là mình còn 3 bịch trên ấy phải không? Còn 2 bịch. Dưới đây bịch nữa. Bịch nữa là 3 bịch. Còn 3 bịch một bịch khăn giấy này mình xài mấy ngày hả anh? Khăn giấy này nè. Khăn giấy khô là ít hao ha quý anh chị xài. Còn chảnh mấy bịch nữa mà. Còn mấy bịch nữa ha. Hôm qua em thấy mà, hôm qua em thấy còn 3 bịch. Mà lấy xuống bịch thì còn 2 bịch. Không, 2 bịch đó là mình để ở ngoài, còn ở trong nữa. Còn ở trong nữa hả? Em hết rồi. Ở trong hết luôn à, lấy ra luôn rồi đó. Còn 3 bịch rồi, nói chung tổng cộng còn 3 bịch. Tao hôm qua em có kiểm rồi. Dạ, trong thùng rồi. Hỏi của ai? Ừ. Tiếp nào. Tiếp gọi hả? Alo, đi tiếp đi. Hả? Xíu gọi. Xíu gọi biết ai không? Có ai chồng ai đất này xíu. Đó. Nó quý con gì vậy? Hôm nay cho mà Hải nó lau vậy hả? Chú đi. Không mà cậu cậu mới cùng hộ. Ủa đúng rồi, cậu phải cùng hộ chứ. Người ta coi Hải nè. Ủa này cũng có 2 cây hả? Không lên trời. Có luôn ha anh. Cái này có 2 cây. Lau gì hoài là không có ấy mà. Không có mà bị lúng đông. Mẫu cậu cái kiếm đồng không thấy đâu. Rồi, rồi. Nhiều khi nó sập bóng hơn cái mặt mình nữa đó. Đúng rồi, nó đu vô nó bắn. Ủa anh là nãy là chưa về bản đó hả? Về nhà luôn chứ về bản gì? Hello anh, hôm qua anh Quy hả? Ờ
Có chừng giờ chứ này về đuổi ra ngoài luôn á. Cấm dặn. Dặn luôn. Đó, mấy anh em rồi. Đó, đó, anh ơi. Sao mình để nó nói trong đây tí? Để nó trong được không? Ừ. Để đâu anh? Để trong này được không? Không được, ban đêm mình hạ dù xuống mà có sương gió gì nó cũng cháy hết. Đó, sợ mấy cái con nó hơi cho nó vô vô miếng xíu nó đâu mình để sao giờ mình sẽ làm rồi là nó mí quá nó hơi mau hiểm để cho nó sát xíu rồi thôi ghé lại đường tiếp sợ nó có đi ngang đây nó cũng bắn nữa bữa nào mình gắn cái này nó đạp giả như cái kia tiếng chợp nó tiếng chưa ờ đúng rồi đó thôi mà mình đi ta đi ngang ta sợ chết bữa nào mình chạy trong cái lo nhỏ vậy nè mình để đây tiếng chợp này đi thôi chứ gặp thì chắc hơi hết rồi nói nãy giờ lúc này nó nói sợ gặp đâu này còn quay cái ông thầy ông đi Thái Lan rồi anh ơi đi hết ông đi Thái Lan hả dạ. Khán giả hổm nói em là hay quay cái ông thầy Thích Tâm Phúc. Ông trốn đi hả gì? Chết rồi. Muốn đi cũng đi chứ trốn gì? Bữa đó mấy anh kia đồn á, ông trốn đi rồi có thằng Hỷ Đăng lên nó ông chết. Trời ơi có đâu, ông đó ông đi tùm lum mà. Trời ơi, ông đi biết bao nhiêu nước nói. Cặp vợ cũng không chết nên chứ ở đó chết. Thôi thì bây giờ thì ổng là dân trình độ nha, chứ không phải đơn giản đâu nha. Trình độ không có bằng gì hết. Ông nói chuyện cùng cùng điên điên vậy chứ hay lắm á, đủ mấy chân lý không nằm trong đó đó. Thiệt chứ bộ. Ví dụ như nè, ông nói vậy nè, ông nói mà bố Việt Nam sẽ có cái đạo thờ. Ghê chưa? Ghê khỏi khỏi luôn đi. Khói là khói nhang á. Nắng là nắng thì nhìn thấy chị hai tiên. Dạ, nắng thì thấy sạch sẽ ghê không? Dạ. Còn phải mua cái nó mua cái. Bữa nay là ngày 21 rồi. Sáng hết rồi mà chưa quên. Cúng cho chưa cho chị Cẩm Hoa. Rồi lắm hết. Nam mô Di Phật. Hôm nay là ngày 21 tháng 8 năm 2023. Con tên 36 tuổi, con tên YouTube Di Minh Vlog. Pháp cái nguồn tình nghĩa các vị các ngài tổ thầy của mọi thổ địa đất đai du lịch hoàng thượng tỉnh Long Thành hóa thượng trang hoa duy bình dương cũng như chúc mừng sự quay thật giỏi nhân quan này điện thoại này của nó phải cùng mình phải không để quay qua nó để cho nó ra em nghe anh nói mà em đang cút mà em mắc cười luôn á. Giờ cậu độ cho sao mà thoát nghèo rồi rồi. Rồi mà cho màu đỏ thẻ là được. Để mình đi kiếm cái cầm ngang. Thì bây giờ anh Tứ Tứ đồng luôn hả? Tứ đồng luôn đúng rồi. À Tứ. Này nắng quá. Ừ. Này nắng quá. Này nắng quá ha, Tứ gồng quá ha quý chúng chị. Vậy chút xíu Tứ kia luôn đi anh. Tứ bốn cái trụ luôn ha. Còn phút ngoài kia. Tứ được rồi, kéo dây Tứ. Kéo dây Tứ hả? Ờ, Tứ kéo dây Tứ cho nhanh. Rồi, ở đây thì mình Tứ gì đó cho nó. Cái này mình cách ngày mình Tứ bằng cái này mình cách ngày mình Tứ ngày là được. Tại Tứ
Ôi, cái phần cái nói với chị Ngọc. Nói chuyện với chị Ngọc. Chuyện với ship đại khái là gì? Ừ. Đó, quý chú chị ơi, bây giờ thì mấy anh em mình cũng chuẩn bị là đi thắp hương xung quanh ha. Còn cái phần còn lại á là giao về cho anh Ngọc. Đó, anh Ngọc xử lý. Quý chị đó là quét dọn nhà thì anh Phương nè. Còn cái tiếp theo là la mấy anh em mình sẽ thắp hương xong thì sẽ ảnh đi lau làm nhà. Còn tiếp theo là em sẽ thắp hương chú nè. Mặc cái áo thèm chào chị lên. Kỳ vậy. Thấy lơ là sao anh? Là như thấy lơ là như mình đang quýnh bia vậy hả anh? À, chắc cục lơ hả? Chắc cục lơ hả sao? Bữa anh thấy em đi sớm lắm mà, em đến 7:30 giờ. Thì nói 7:30 đi, bữa nào mình đi uống sớm thì trả giá, khỏi trả giá. Khỏi trả giá đúng không? Chẳng thà nói trễ gì còn hơn đúng không? Chứ đời đi chứ đừng có nó vô trễ mà la vô sớm hả? Chẳng thà mình nói mình trễ đi nhưng mà thật ra mình vô sớm. Rồi, được, có lấy gì là được thành thật. Trễ mà nói đi sớm không, nói đi sớm mà vô trễ mất công lắm. Đúng rồi. Em nói gì được đó. Cho cậu nằm lên nhà cô chú anh chị. Nằm mô gì đó bà. Đó quý cô chú anh chị ơi, bây giờ thì mấy anh em mình sẽ đi thắp hương xung quanh. Và nói chung là hôm nay thì mấy ngày nay thì cũng khá là yên bình chứ không có gì quý cô chú anh chị. Thật là một cái buổi chiều ở đây bà con cô bác thấy không, anh em khi mà lau dọn mộ xong tưới nước ha quý anh chị, thì chút xíu anh Ngọc sẽ hoàn tất cái khâu cuối cùng đó là lau nền quý anh chị. Anh tưới xong rồi anh chút anh sẽ lau nền nằm mô vật, trong khi đó là mấy anh em sẽ chia ra đi thắp hương xung quanh đó. Là chú Thanh Tú nè, còn đây là nghệ sĩ Hà Sa nè, nằm mô vật. Nằm mô vật, còn đây là nghệ sĩ nhân dân Thanh Kim Huệ ha. Hôm nay là nghệ sĩ ưu tú Nam Hồng, Nam Hồng gì là bạn. Nam Hồng rồi. Hình như là đặc biệt hôm nay là không thấy chị Nhi theo quý chúng chị. Nhìn hôm nay không thấy Nam Hồng rồi. À, chị Nhi hôm qua thì có khán giả hỏi Duy Minh. Nó là mô vật tại sao thấy có một cái đèn một, thì hôm nay là anh Ngọc đã hôm qua là Ngọc đã báo cáo với là chị không lo rồi, chị không lo kêu thay giùm, tại là hôm trước có một cái vít nước sẵn rồi chị Nhi hôm qua vô tình cầm vào thì nó nứt ra luôn, nó gớt ra nó bể luôn quý chị, cho nên là mấy anh em nó mô vật chị Nhi với anh Ngọc để qua một bên nó mô vật. Và hôm nay đã mua lại, hôm qua đi mua, anh Ngọc đi mua nhưng mà không có. Nay đi mua mà anh Ngọc mới mua là có hai cái đèn rất là mới và đẹp luôn quý chú chị. Nói chung là chị vô tình ha. Chị vô tình. Chị vô tình làm không? Làm vỡ nhưng mà nó cũng có vết nứt sẵn rồi quý cô chú chị. Như mình là vậy đó quý anh chị, ví dụ như là mình có làm nứt gì mô hoặc làm vỡ hay là làm gì á là mình nói thiệt luôn đó, nói thiệt với cô bác thì cô với cho các vị các ngài trình ở đây mô hoặc cho xin cho con xin lỗi con lỡ tay
luôn làm gớt ha quý anh chị, theo như Duy Minh nha, là Duy Minh gì đó. Rồi bà con sẽ thấy được và sẽ bà con sẽ thông cảm nữa. Nam mô Phật. Cái gì người ta nói cái gì mình mà thiệt tình á là sẽ được bà con quý của chúng chị. Thay vì mình một cái cách ha, mình giấu giếm. Và mình sẽ công khai luôn. Đó, cho dù mình đã làm sai, mình không khai nó gọi con làm sai đó. À, lỡ tay đó, nó mua thật. Thì sẽ được bà con cô bác được khoan hồng quý vị. Đó. Nhưng mà hôm qua là chị Nhi là chị vô tình nghe quý của chúng chị Nhi nó mua. Bà con cô bác biết là chị Nhi hay là lau dọn ly thì nó mua hoặc. Nhưng mà tại vì sợ một số bà con cô bác không hiểu á, nó mua hoặc. Hay là comment, hoặc là hôm qua gọi Duy Minh hỏi hoài, Duy Minh cũng rất là ngại luôn khi ấy, nhưng mà sáng anh Ngọc đó cũng nói rồi, nó mơ hoặc, cho nên Duy Minh sẵn đây mình cũng nói luôn. Thì mấy chị ai cũng biết hết, mấy chị nói không có quay lại, nó mơ hoặc. Mấy anh em nói thôi cái này đừng có quay, vô tình làm bể, vô tình làm gớt, mình do nó có vết nứt sẵn nó gớt bể ra. À, cho nên mấy anh em không quay, nhưng mà cũng phải nói cho bà con cô bác hiểu, để nhiều khi một số anh em nào quay lên nó ổ sâu không có cái này không có cái kia, rồi nó mua hoặc bà con cô bác cái đặt cũng hỏi ù sao mấy này nó làm bể nó ghi vắng, ai làm bể nữa đó, cũng khổ nên phải nói luôn. Nó mua hoặc mà hôm qua nay rất là im xuôi ha quý cô chú anh chị, là im đềm luôn, rất là đẹp. Nam mô Phật. Anh em mà chia sẻ đây nó hòa thuận với nhau quý anh chị, chia sẻ nó rất là ý nghĩa luôn á. Cái khung cảnh buổi chiều hai quán ngày xưa là khi mà Duy Minh mới chú về đây nè, mọi người là giờ này là mọi người gì hết luôn á, thì không còn ai luôn quý anh chị. Duy Minh vẫn còn ở đây chia sẻ cái khung cảnh buổi chiều à, nó rất là thoải mát, và nó mà có cái nó hơi buồn nghe, nó buồn lắm quý cô chú anh chị. Khi mà còn một mình á, mình mới cảm giác, mà dời cần dời phi á là bà con mới cảm giác là nó rất là lạnh nó quý chú anh chị. Còn cùng mình mà nó còn đông bà con anh em như vậy nè, sẽ cảm giác là thật là ấm áp. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô. Nam mô Di Đà Phật. Mình cũng cầu mong được mỗi ngày cũng được yên bình như vậy ha quý cô chú anh chị. Nam mô Di Đà Phật. Đó. Mình chia sẻ ha. Xong rồi đó quý cô chú anh chị. Mình sẽ thường thường là mình sẽ đảo lại mẫu của chú để mình cập nhật tiếp tục ha quý cô chú anh chị. Trời ơi, Thiện Tiên xá dữ à. Em xá dữ à Thiện Tiên. Đó, kìa, đó. Thì đi ra đây, đây là tứ cây cùng với là anh đó quý cô chú anh chị. Ủa bữa nay là ra tốt nè quý cô chú anh chị. Cây ra tốt nè, thấy không? Lá mứt rượt luôn. Đó. Cho em tứ miếng coi. Cầm giùm em đi. Quá đã. Em sạch anh luôn kìa, đúng rồi. Tính lên trên luôn. Hôm trước là mấy anh em mình bỏ phân nè, anh nhớ không? Nhớ. Bỏ phân với thịt thuốc á. Bỏ phân với thuốc này nè quý anh chị. Bây giờ bữa nay là nó tốt rồi nè anh. Tốt rồi đó. Tốt rồi rồi luôn nè. Mình cũng bỏ phân cái cây này luôn rồi. Cây này là của khán giả của anh yêu gỡ nè. Còn bốn cái cây đó là của chị Gina Nguyễn. Hôm trước là bữa gầm mà mấy anh em mình mới tắm ông Lan rồi. Cho nên là không có thịt nữa. Ấy, cứ rồi. Điều nước này mấy cái mai kiến thủy này nó phái nước lắm.
làm thêm không anh? Hỏi đi. Hỏi nha, nãy em tư gọi nha. Rồi để em ra ngoài em tắt ngoài ha. Để anh tắt luôn cho. Để anh hướng thùng nước anh tắt luôn. Ừ, gì tắt đi. Ô, quý cô chú anh chị ở bữa nay bà con cô bác nhìn thấy không? Ồ, rất là tốt luôn ha quý cô chú anh chị. Xum xơi lên nè. Đó, thấy chưa? Ra là cái mớ rồi nè. Đó. Bà con cô bác thấy không? Cái loại hoa này nó cũng chịu ấy lắm quý cô chú anh chị. Cũng chịu nước, chịu nắng lắm. Cho nên là nước nhiều cũng được, mà nắng nhiều cũng được, không sao. Rồi lâu mình tưới một lần. Quá nóng. Hai bữa nay là hơi nắng ha. Đó, buổi chiều đây à. Đã vậy đi chị. Bài là cam ha, quý vị vậy buổi chiều tại mẫu chú thì bà con cô bác thấy rất là sạch sẽ ha. Ủa, cái này anh lau nền chưa anh? Chưa. Chưa còn lau nền cái nữa ha, quý chú vậy. Nhưng mà anh áo vàng anh Phương thì anh la quét dọn sạch sẽ ở trước mẫu của chú à. Ừ. Khi nào mà ai mà về cuối cùng hết sẽ sập dù ha, xuống ha quý chú anh chị, sập dù xuống. Ừ. Quang thì video đến đây thì Duy Minh cũng xin kết thúc buổi chiều tại mẫu của nghệ sĩ ưu tú Du Linh. Mong bà con cô bác xem video nhớ để lại những cái comment bình luận ha quý chú chị. À quý chú chị ơi, nhưng Duy Minh thấy có rau cần cua quá nhiều luôn. Ồ, cái rau cần cua này mà, ồ cái này mà bóp gỏi một cái ha, xúc sắc luôn á quý chú chị, rất là ngon luôn. Bóp gỏi như là gỏi gà nè. Ngon lắm á. Còn đây là những cái cây mà hôm trước nè của chị Hồng Loan nhờ anh Ngọc nè, giờ đem ra trồng ở đây nè, bây giờ nó ra rồi, trời non rồi quý cô chú anh chị nè, ra trời non nè. Đó, bây giờ thì mấy anh em đã một người đi một nơi thắp hương hết rồi, thì một số anh em cũng đi ra ngoài ha quý cô chú anh chị. Mong bà con cô bác xem video thì để lại những cái comment bình luận, cũng như là nhớ chia sẻ, cũng như là nhấn like ủng hộ kênh ha quý cô chú anh chị, để Duy Minh với tất cả các anh em ở đây thì cũng có cái động lực để có chút đồng ăn, chút cháo, chút cơm, có thể lo được cho gia đình, cũng như là dư thì mình lo được cho bà con cô bác. Mình gặp những cái hoàn cảnh nào nghèo khó khăn thì mình cũng thể mình có cái đồng ăn, mình cũng cho được nữa quý cô chú anh chị. Đó, đây là để mình làm theo cái tấm gương đạo đức của nghệ sĩ ưu tú Du Linh. Đó, mình là đi một ngày đàn thì học sàn khôn quý cô chú anh chị, nhưng mà mình học những cái phải, cái đúng ha, đừng có học mấy cái mà sai ha. Học những cái là cái gì mình cũng phải có cái lòng vị tha khoan dung hết quý chú anh chị ơi. Đó, đây là cái đức tính của chú Du Linh, mình phải học theo ha quý cô chú anh chị. Thì mong rằng bà con cô bác xem video cũng để lại những cái ý kiến góp ý ha. Bây giờ thì Duy Minh cũng xin chào bà con và chúc bà con thật là nhiều sức khỏe. Bà con nào mà tu thì thân tâm an lạc, tu hành tinh tấn, còn bà con nào ăn mặn thì có thể là vui vẻ bên gia đạo của mình, và ngày càng là làm ăn là phát triển hơn và đầy đủ những sức khỏe ha. Bây giờ thì Duy Minh xin chào, và bà con cô bác cũng đừng quên nhấn like cũng như là đăng ký ủng hộ kênh ha. Duy Minh Vlog ha quý chú anh chị. Chào bà con, hẹn bà con là một video sáng mai ạ.